chiến thắng siêu kinh điển real chiếm ngôi đầu la liga trong một trận siêu kinh điển rất hấp dẫn trên sân nhà bernabeu real madrid đã giành chiến thắng thuyết phục trước barcelona chiến thắng này đã giúp real vượt lên chính barca để giành ngôi đầu bảng ở trận đấu này huấn luyện nv zidane sử dụng bộ ba tấn công vinicius và isco ở hai hành lang cánh hỗ trợ mũi nhọn benzema hàng tiền vệ với sự góp mặt của ban bd Casemiro và Tony Cruz hỗ trợ hệ thống phòng ngự cũng như cung cấp bóng cho mặt trận tấn công. Với Barca, huấn luyện NV Quick Chiên, để Messi và Griezmann chơi cao nhất trên hàng công, Vidal có vai trò là tiền vệ con thoi. Trong khi trách nhiệm thu hồi bóng, và phát động tấn công thuộc về De Jong, và Busquets. Sau tiếng còi khai cuộc, Real là đội chủ động triển khai bóng trước lối đá của họ khá nhuần nhuyễn, với nhiều pha phối hợp ở tốc độ cao. Vinicius chơi khá năng nổ bên hành lang cánh trái, tạo ra nhiều pha áp sát vòng cấm. Real có một vài pha dứt điểm ở đầu trận nhưng bóng đi không chính xác. Barca vẫn thể hiện lối chơi đan bóng cự ly ngắn. Bóng được luân chuyển nhiều qua chân của hai tiền vệ phòng ngự đời ông và Busquets. Tuy nhiên, các cầu thủ Real chơi pressing rất tốt khiến những nỗ lực chuyền bóng kéo giãn hàng phòng ngự đối phương của Barca không phát huy tác dụng, bóng không được đưa lên cao nên Messi phải lùi về khá sâu để có bóng. Phút 34, suýt nữa Barca có được bàn thắng. Từ giữa sân, nhận thấy hàng thủ Real dâng lên quá cao. Griezmann truyền bóng rất hay, để Arthur Melo đua tốc độ với Cruz. Dù Arthur, đã ở trong thế đối mặt, nhưng thủ môn có tòa chơi cực hay, dùng chân ngăn cản bàn thắng của cầu thủ đội khách. Chỉ 3 phút sau. Từ đường truyền bổng ở giữa sân, Messi đỡ bóng bằng ngực rất hay, và có cơ hội đối mặt với thủ môn, tuy nhiên, một lần nữa thủ thành có toa lại chơi rất xuất sắc cản phá thành công pha dứt điểm của siêu sao Tây, Ban Nha. Những phút còn lại, cả hai đội bóng không có thêm nhiều tình huống đáng chú ý, hiệp một kết thúc mà không có bàn thắng nào, được ghi. Thế trận 45 phút đầu tương đối cân bằng. Tuy nhiên Barca có quyền tiếc nuối bởi họ có hai pha đối mặt thủ môn. Nhưng không thể tận dụng lợi thế. Sang hiệp 2, Barca là đội bóng chủ động tấn công trước. Tuy nhiên, hàng thủ của Real vẫn rất tích cực pressing, khiến các pha lên bóng của đội khách chỉ dừng lại bên ngoài vòng 16m50. Sau những phút đầu bị ép sân, Real đã lấy lại được thế trận và có nhiều tình huống hãm thành khá nguy hiểm. Tuy nhiên, các pha xử lý của cả Benzema lẫn Vinicius đều không được tinh tế. Cơ hội đến với Real ở phút 56 với pha dứt điểm cực kỳ đẹp mắt từ ngoài vòng cấm của Isco. Tuy nhiên, những đầu ngón tay của thủ thành Stegen đã ngăn Isco lập siêu phẩm. Phút 61, những tưởng Real sẽ có bàn thắng từ pha bật cao đánh đầu trong tư thế chống trải của Isco, tuy nhiên, Pique đã phá bóng kịp thời trên vạch vôi sau khi thủ thành Stegen đã hoàn toàn bị đánh bại. Chỉ 2 phút sau, Benzema có cơ hội đệm bóng ngay trong vòng 5m50, nhưng bóng đi vọt xa đáng tiếc. Phú 71, cuối cùng bàn thắng cũng đến. Barca lộ khoảng trống chết người ở khu vực biên phải, tạo cơ hội, để Cruz chọc khe cho Vinicius, cầu thủ Brazil di chuyển rất hay, đối mặt với thủ môn, và dứt điểm đập chân Pique, hạ gục Stegen. Bàn thắng của Vinicius, khiến trận đấu trở, nên hay hơn nhiều. Hai đội liên tục có các pha vây hãm khung thành đối phương. Việc Barca phải dồn lên tấn công, khiến khoảng trống liên tục lộ ra. Tuy nhiên, các cầu thủ Real không tận dụng, được cơ hội, để có thêm bàn thắng. Phút 84, sau một pha phối hợp số đông ở khu vực vòng cấm, Vinicius có cơ hội đối mặt với thủ môn, tuy nhiên, động tác qua người của cầu thủ Real đã bị thủ thành Stegen đổ người chặn lại. Những phút bù giờ cuối cùng, Barca không những bế tắc trong khâu tấn công mà còn phải nhận thêm bàn thua. Phút 90 cộng 2, từ một pha phản công nhanh bên cánh phải, bóng đến chân Mariano Diaz. Và cầu thủ này nhoài người dứt điểm nâng tỷ số 2, 0, 2, không nghiêng về Real cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu. Với chiến thắng này, Real đã vượt qua Barca để chiếm ngôi đầu La Liga. Đội hình ra sân, Real Madrid 4-3-3: Thibaut Courtois, Dani Carvajal, Raphael Varane, Sergio Ramos, Marcelo, Federico Banbede, Casemiro, Toni Kroos, Isco, Karim Benzema, Vinicius Junior. Barcelona 4-3-1-2: Marc-André ter Stegen, Nelson Semedo, Gerard Pique, Samuel Umtiti, Jordi Alba. Arthur Melo, Sergio Busquets, Frankie De Jong, Arturo Vidal, Lionel Messi, Antoine Griezmann. Hương Khê, hãy để lại bình luận của bạn. Nó sẽ giúp ích những người xem khác. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại.